nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học về vị trí, vai trò, ý nghĩa của giáo dục STEM trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức các buổi tập huấn, từ đó thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong các trường tiểu học. Tại lớp tập huấn hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học năm học 2023-2024 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức, đại diện cán bộ quản lý giáo viên tiểu học 7 quận huyện đã được tìm hiểu và trải nghiệm về bài học STEM theo các khối lớp, xây dựng kế hoạch giáo dục STEM trong kế hoạch giáo dục các môn học và nhà trường, thực hành xây dựng chủ đề STEM trong hoạt động trải nghiệm STEM. Đối với các trường tiểu học ở thành phố Đà Nẵng, việc mà vận dụng một cái bài học STEM vào trong chương trình giảng dạy thì có nhiều trường đã thực hiện cách đây 2 năm. Song đối với năm học này, đây từ bài học STEM sẽ chuyển qua hoạt động trải nghiệm STEM. Không còn phải là theo cái yêu cầu cần đạt của một môn học, nhưng mà giáo viên phải biết phối hợp giữa các nhiều môn học. Các em được trải nghiệm, được làm việc, được chia sẻ, được phối hợp với nhau và trình bày cái ý tưởng của mình. Cái sản phẩm của mình đã làm ra, thông qua đó giáo viên sẽ phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh đáp ứng theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học theo cách tiếp cận liên môn, thay vì học sinh phải học 4 môn tách biệt và rời rạc. Theo cách học tích hợp, 4 môn học được kết hợp lại thành một, góp phần khơi gợi niềm say mê học tập, giúp học sinh khám phá tiềm năng của bản thân, khám phá khoa học công nghệ. Đà Nẵng được đánh giá là địa phương có nhiều thuận lợi trong việc triển khai giáo dục STEM. Là các thầy cô ở Đà Nẵng thì rất là tích cực, ham học hỏi và sẵn sàng để đón nhận những cái mới. Và quan trọng hơn là mọi người đều nhìn thấy rằng là cái việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy có rất nhiều cách thức, thì giáo dục STEM là một trong những phương thức để giúp trẻ thực hiện tốt. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 sẽ tổ chức thí điểm dạy học STEM bậc tiểu học ở tất cả các tỉnh thành. Mỗi tỉnh thành chọn ít nhất 5 đơn vị cấp huyện, mỗi đơn vị cấp huyện chọn ít nhất 5 cơ sở giáo dục. Và đến năm học 2024-2025 sẽ triển khai đại trà đến tất cả các cơ sở giáo dục tiểu học.